Hello, xin chào các bạn. Thì ra là ngày buổi chiều mùng 4 Tết theo giờ Canada. Thì bây giờ mình đang đi đón Stella đi học về. Hôm nay là một ngày Regina nhiệt độ lên dương rồi nha các bạn. Dương đang là dương 2 độ nhưng mà có gió rất là lạnh. Lên dương 2 độ nên tuyết nó tan từ từ. Nhưng mà xong tới lại tối nay nó lại xuống âm 10 độ. Để tí mình quay cảnh đường tuyết nó tan cho các bạn xem. Nhưng ngày mai nó đóng băng lại hết. Tại ngày mai là nhiệt độ nó xuống rất thấp, xuống âm 2 độ luôn. Nó chơi nhờ là nhiệt độ rất là cao nha các bạn. Mình đang đi tìm Stella. Chắc giờ ra rồi. Biết đã ở đâu rồi. Mình kiếm Stella đó. Rồi mình thấy Stella rồi. Trời rất lạnh. Trời dương độ mà lạnh. Dương độ mà gió lạnh quá. Chào mọi người đây. Cầm gạch cho ai coi. Không phải cầm. À con vịt đó hả? Đây. Ta chơi con vịt. À bạn của tao là. Tôi là nói chuyện với bạn. Đó là con vịt bằng tuyết. Đây con về con, lạnh. Tiếng nó tăng từ từ, nó đi nó lúng lúng rồi. Tí mà kia nước nó tăng dữ lắm. Lạnh quá. Dương độ lạnh dữ rồi. Đây. Vẽ con. Tao là vẫn đang chơi với tiếp. Bên nay Tết được bữa thứ bảy chủ nhật kia nghỉ nên có thời gian chơi, còn lại sau hôm sau thứ hai là mùng 2 Tết là mọi thứ chơi bình thường nha các bạn. Ờ à, đi. Tuyết tan này các bạn thấy không? Nhìn đường đi ghê luôn. Các bạn coi nước nó tan nè. Nước tan đường cực kỳ xấu luôn. Nè tuyết lãng mạn nè. Này đó, nó dương độ, dương 2 độ là nó tan. Nhưng mà tối nay nó sẽ đóng băng lại. Nên về rất là nguy hiểm. Đi con nghe Long. Đó, đường tuyết kìa. Tuyết tan như sình vậy. Bước qua cái đống này thôi là cũng dơ luôn rồi. Hello, xin chào các bạn. Thì bây giờ mình đang có mặt ở cái đường Harvey của căn nhà 62727 Harvey. Thì mặt trước đây nè, mình căn này là 3 phòng ngủ. Mình đi coi giúp gia đình mới qua. Đây là cửa vô chỗ này sẽ có cái chỗ đang treo đồ. Đây có cái để đồ. Này đi đường này sẵn đi vô nhà bếp. Dạ, đây là cái nhà bếp nha các bạn. À, gia chủ có sẵn cái một ít nội thất là có cái là vi sóng, tủ. Chung là chán dĩa để lại luôn ha anh chị. Vậy chỉ cần vô ở thôi đúng không? Nói chung là sẽ có sẵn một số vật dụng cần thiết.
bếp. Trong cửa bếp cũng mở được, phía sau. Phía sau có gara không anh chị? Gara đang để đồ của em. Để đồ hả? Nói chung là không sử dụng đúng không? Rồi. Chỗ này nó có một cái bàn nhỏ, kiểu để làm đồ bàn ăn được. Cái cổng này đi ra phía cổng sau, đi xong xuống basement. Rồi, mình quay phòng khách cho các bạn xem. Ồ, nhà có hai tủ lạnh luôn hả? Một tủ lạnh ở bếp, một tủ lạnh ở đây. Phòng khách có quạt trần cũng cao ráo, có sẵn bàn học rồi ghế sofa. Cửa sổ nhìn ra ngoài. Khu này gần nhà mình ngay chỗ khúc đường Ai Cô Là. Cửa sổ rất bự. Rồi, bây giờ vô phòng ngủ. Ngủ là hướng này không chị? Này là có cái tủ. Nhà này là 3 phòng ngủ. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Có sẵn bàn, tủ. Tủ 3 ngăn, 2 ngăn. Có giếng nệm luôn. Cửa sổ. Cửa sổ này là nhìn ra, cũng là nhìn ra mặt trước luôn. Trong đây có cái tủ bế đồ. Phòng ngủ đầu tiên. Ok. Xem phòng ngủ thứ hai. Này cũng bằng cái phòng ngủ kế bên. Giường nè. Có sẵn. Cũng có cửa sổ. Nói chung là gia đình nào mới chuyển qua đây mà có chưa mua gì hết thì có sẵn hết rồi. Rồi, đây là phòng ngủ cuối cùng bự nhất. Thì nó có cũng đầy đủ nhiều đồ. Cũng có nền sẵn luôn. Có này kia các bạn. Tại vì gia chủ này họ cho thuê lại. Rồi, ok. Cơ bản là như vậy. Rồi, tiếp theo là cái toilet. Toilet cũng, này nó có một phòng tắm nha. Nó cũng phòng tắm cũng rộng lắm. Chung là có rèm cửa đầy kia đầy đủ hết rồi, sạch sẽ. Bồn tắm, bồn. Ok. Giờ mình ra ngoài phòng khách thôi. Đó, bếp thì hơi nhỏ xíu nhưng mà vẫn đầy đủ. Cái này là cửa phía sau. Đây có hệ thống security. Mình đi xuống basement. Basement thì chưa hoàn thiện, chủ yếu là để đồ thôi. À, trong đây hả anh? Tại vì có mọi thứ là nó ấy rồi, mình chưa có chỉnh trang lại thôi. Dạ dạ. Nói chung là cũng có đầy đủ. Nếu mà phòng ngủ nữa mà. Đây ha. À, có phòng ngủ sẵn ở đây. Không cần thêm hoàn lại. Chút gì thay để đồ cũng được. Giặt đồ dưới đây luôn phải không anh? Dạ. Dưới này có toilet, có đồ này là của khách. Toilet cũng có đây luôn. Đó luôn chứ. À. Này là finish mà. Ok, có giặt đồ ở đây, toilet đây. Đây mình là finish mà. Finish rồi. Toilet mình cần ở đây. Đây là mặt sau của căn nhà nha các bạn. Có gara luôn.
Đây là phía trước mặt trước. Nhà cũng tương đối rộng, có basement. Mình sẽ đi ra cổng trước cho các bạn xem. Nay trời rất lạnh nha, âm 27, 28 độ. Nhìn ra phía trước nè. Nó sẽ đối diện kế bên cung đường Aikola. Đó, mình sẽ đi cổng trước, cổng sau luôn nha. Hai cổng đều được hết. Để xe phía trước và phía sau luôn. Đó, đây là toàn cảnh cái căn nhà. Cho tiết hơi nhiều. Chỗ để xe chỗ này. Để đằng trước hay để chỗ này cũng được. Rồi ok, mình... nói là căn này giá 1.300 nguyên căn và chưa bao bất cứ cái gì hết. Utility mình sẽ tự trả tại nhà nguyên căn. Căn này phía trước nó cũng sẽ liên thông với đường Victoria. Nói chung cái khu này gần nhà mình, gần trường học của Stella luôn. Hàng xóm xung quanh khu này rất là an ninh nên thoải mái. Mình nghĩ là gia đình ở khu này, ở cái nhà này rất là ok. Thì có sẵn nội thất luôn rồi, basement rộng nữa. Nói chung giá thuê vậy ba phòng ngủ là rất là tốt.